Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên mình lại quay trở lại làm video và vẫn như thường lệ sẽ giới thiệu đến các bạn những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng. Các bạn xem video, nếu cảm thấy ưng ý sản phẩm nào của bên mình thì nhắn tin hoặc gọi điện theo cái số hotline bên mình để ở trên màn hình của các bạn. Nó cũng là số Zalo luôn. Các bạn cũng có thể liên hệ Zalo rồi bên mình sẽ gửi hình ảnh rõ nét chi tiết từng máy một cho các bạn. Ngoài ra thì bên mình trên video bên mình cũng quay rất rõ rồi, thì các bạn cứ xem video thật kỹ vào đó, ưng ý thì cứ nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cũng như là số điện thoại rồi cọc cho bên mình 100, 200, 300 nghìn tùy theo giá trị sản phẩm, bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bạn. Tất cả các máy bên mình bán ra đều bao gồm phụ kiện, ví dụ ít nhất nó phải có một bộ sạc đó. Máy nào mà có ốp lưng bên mình sẽ tặng ốp lưng, máy nào có cường lực bên mình sẽ tặng kính cường lực đó. Thì các bạn xem thì cứ có gì cứ alo cho bên mình nhé. Hôm nay bên mình cũng có một số mẫu máy mới cũng muốn review lên cho các bạn đó. Đầu tiên đây là những chiếc iPhone 12 Pro Max này. Đấy, hôm nay thì toàn những cái hàng chất lượng luôn, có cả mã L luôn này các bạn. Mã L là hàng trả bảo hành nhá, và date sản xuất của nó toàn date cao thôi, ngày 22 tháng 5 năm 2022 này đấy, hay là 27 tháng 6 năm 2021 này đấy, 30 tháng 5 năm 2021 này đấy, toàn date cao. Chính vì vậy cho nên là nhiều bạn hỏi vào là ở sau kênh của bên mình lại nhiều máy pin cao như vậy, mà trong khi đó máy ra đời rất là lâu rồi. Thưa các bạn, là bên mình chọn hàng thì thường thường sẽ chọn theo date, tức là ngày sản xuất của máy đấy, date càng cao thì pin nó càng cao các bạn nhé. Còn nếu các bạn mà mua những chiếc máy mà date sâu thì pin nó sẽ kém hơn. Đấy là cái kinh nghiệm khi bên mình đi chọn hàng, nên các bạn yên tâm. Và máy của bên mình gửi cho các bạn pin thì báo zin cho các bạn luôn, không phải lo nghĩ gì cả. Đó, hay là những chiếc Vsmart Joy 3 đây. Vsmart Joy 3 bán được cũng tương đối, và bởi vì giá của nó rất là rẻ, chỉ có 950 nghìn thôi, nhưng pin của nó lên đến 5000 mAh/giờ. Đấy, mua cho các cô chú, các bậc phụ huynh hoặc là các em nhỏ. Hay là những chiếc Samsung thì có lốt 20 phiên bản Mỹ. Lốt 20 phiên bản Mỹ 5.200.000, máy zin đẹp tầm 98%. Đấy, hay là S20 Plus phiên bản Mỹ, máy màu đen, bộ nhớ 128GB, ngoại hình của nó là zin đẹp 99%. Bên mình đang để cho các bạn là 4.800.000. S21 Ultra thì bên mình cũng có phiên bản Mỹ và phiên bản Hàn. Đây là phiên bản Mỹ của bên mình, có đủ màu đen và màu xanh. Đấy, hai chiếc này thì đều là hàng zin đẹp 99% luôn, đều là hàng zin đẹp 99%. Đấy, ngoại hình đẹp. Đây là bản Mỹ 2 SIM, bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 8.400.000, bao zin nguyên bản cho các bạn. Màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình các bạn nhé. Hay là lốt 20 Ultra, bên mình đang để cho bạn là 7.900.000. Đấy, hàng zin nguyên bản, máy đẹp, lốt 20 Ultra bản Mỹ. S22 Ultra phiên bản Mỹ, ngoại hình của nó là đẹp lên keng xa beng, áp suất căng đét luôn. Đấy, bút viết sử dụng đầy đủ, máy màu đen, bản 128GB, bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 12.500. S23 nhỏ phiên bản Hàn 2 SIM, ngoại hình đẹp lên keng xa beng, nguyên áp suất căng luôn. Đây là bản RAM 8, bộ nhớ 256GB, 2 SIM, bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 10.700.000. Đấy. Hay đây là một con bản Hàn S21 Ultra, ngoại hình đẹp 98-99%. Đó, máy zin đẹp, màn trắng sáng, không ám ố, không lỗi lầm gì cả. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 8.300.000. iPhone 11 Pro Max bản 64GB, 2 SIM vật lý, ngoại hình của nó thì đều là hàng zin đẹp 99%. Pin mới 100% các bạn nhé. Và bên mình đang để cho các bạn hàng này là 9.200.000. 9.200.000, máy đẹp 99%, cam kết zin nguyên bản và là hàng quốc tế. Bao zin cho các bạn nên các bạn yên tâm nhé, bao quốc tế cho các bạn chọn đời luôn. Mua về chỉ việc lắp SIM vào là dùng thôi, không phải mã, không phải ICC ID hoặc là không phải gì cả. Máy đẹp zin, có 3 cây, đều là màu xanh và đều là hàng đẹp 99%. iPhone X thường bản 64GB, ngoại hình của nó là hàng zin đẹp tầm khoảng 97%,
không có cấn móp gì cả, nó chỉ còn là xước do 5 tháng thôi. Đấy, chỉ xước sáp do 5 tháng thôi. Cái này thì cũng đã pin 100%, bộ nhớ 64GB, một sim. Đây mình đang để cho bạn là 4.300.000. Đây mình sẽ vào đi sâu hơn cái dòng 12 Pro cho các bạn. Đây là một cây bản mã L, mã L hay còn gọi là bản trả bảo hành. Đấy, con này thì pin của nó là 91%, đếp sản xuất của nó là 22 tháng 5 năm 2022. Ngoại hình của nó thì là một chiếc máy hàng zin đẹp. Đấy, zin đẹp. Đấy, chắc chắn là nó sẽ có xước sát các bạn nhé, chắc chắn nó sẽ có xước sát rất là nhẹ thôi. Đấy, bởi vì cái hàng này nó cũng gọi là cái hàng khách dùng rất là giữ gìn, các bạn nhìn pin là các bạn cũng đủ biết. Đấy, rất đẹp, nói chung là nó phe phẩy. Con này thì theo mình đánh giá nó rơi vào tầm khoảng 98%, ít nhất là 98%, pin 91% các bạn nhé. Đây, đếp ạ, mã L này, mã L này là hàng trả bảo hành. Đấy, thường thường cái bản này nó sản xuất ra đây này, mã L này. Đấy, thường thường cái bản này nó sản xuất ra là để chuyên để trả bảo hành chứ không phải là bản thương mại. À, cho nên là đếp sản xuất của nó bao giờ cũng cao hơn và pin của nó bao giờ cũng cao các bạn nhé, pin 91%. À, bên mình đang để cho bạn cây máy này với giá của nó là 12.300.000, 12.300.000. À, nếu mà các bạn thích bản thương mại thì cũng có thể chọn những chiếc máy này. Đây, cây này cũng pin 91%, cũng pin 91%. Đấy, đếp sản xuất của nó là 30 tháng 5 năm 2021. Đây các bạn nhìn này, à, bên mình bao cho các bạn pin zin, men zin, màn zin, vỏ zin nhé, chứ không phải là chuyện thay thế sửa chữa hoặc là thay pin, fix pin đâu nhé. Con này đây thì ngoại hình của nó cũng có xước sát nhẹ, con này thì đẹp tầm khoảng 98%, 98-99%, bởi vì đây nó chỉ là gọi là xước phe phẩy thôi. Đây nó chỉ xước phe phẩy thôi các bạn nhé. Đấy, nói chung là máy zin đẹp nguyên bản. Đây, bản thương mại thì nó sẽ là mã M các bạn nhé. Các bạn xem một cái model này, đấy, model này, mã M là bản thương mại. Đấy, pin 91%. Bên mình đang để cây máy này cũng giá là 12.300.000 các bạn nhé. Đây, một cây nữa đây. Đếp sản xuất của nó là 27 tháng 6 năm 2021. Thường thường 12 Pro là đếp sản xuất của nó là năm 2020. Đấy, nhưng đây nó là năm 2021 cho nên pin nó được cao. Hôm qua bên mình về có 5 cây, một cây pin 92, 3 cây pin 91 và một cây pin 84. Đấy, mấy cây pin 91 này thì bên mình đang để đồng giá với giá là 12.300.000 các bạn nhé, 12.300.000. Đấy, bao zin, bao nguyên bản cho các bạn, bao quốc tế trọn đời và tặng sạc siêu nhanh cũng như ốp lưng chống sốc, cường lực full màn. Còn đây, đây là một cây đếp sản xuất năm 2020. Đấy, đếp sản xuất 2020 thì pin của nó là 84%. Ngoại hình của nó là một chiếc máy hàng zin đẹp. Zin đẹp, cây này có thể coi là một cây đẹp nhất trong số 4, trong số 5 cây. 5 cây thì đây là cây đẹp nhất. Đấy, bên mình chọn nước đầu cho nên là cứ con nào đẹp là bên mình lấy và pin cao. Đấy, mình rất là ưu tiên hàng pin cao. Còn hàng ngoại hình thì hầu như các bạn mua máy cũ các bạn cũng đều chấp nhận cái nó xước sát rồi. Nhưng mà xước sát nó là ở cái phần nhẹ thôi. Chứ còn nếu mà xước sát nặng thì nhiều bạn cũng không thích. Còn bên mình thì chọn cho các bạn yên tâm, vừa đẹp, cân đối làm sao vừa đẹp vừa pin cao cho các bạn. Pin 84% các bạn dùng thoải mái tẹt ga luôn. Bởi vì đây nó là hàng zin nguyên bản, không giống như pin thay đâu các bạn. Con này thì bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 12 triệu các bạn nhé. 12 triệu. Pin ngon, các bạn dùng tầm khoảng 5 nữa thì các bạn thay pin, còn không thì các bạn dùng thoải mái đến khi nào độ chai pin nó còn 75% thì các bạn thay pin lúc đấy là vừa. Đó, 12 Pro Max, hàng zin nguyên bản, tất cả đều máy màu xanh các bạn nhé. Đấy, hay là một cái XS Max bản 64GB, máy màu vàng gold. Đấy, 64GB, máy màu vàng gold. Máy này là bên mình thâu lại được của khách. Con này pin của nó lên đến 94%, nhưng mà màn hình của nó đã thay màn rồi. Thay màn của nó là thay màn zin các bạn nhé, màn zin bóc máy, không phải là màn nâu màn tàu đâu. Đấy, thay màn zin bóc máy luôn. Ngoại hình của con này thì đẹp, mình thấy là đẹp,
đẹp phải đẹp tầm khoảng 98 đến 99%, lưng liếc của nó đẹp luôn, màn trắng tinh sáng bóng luôn, không có ám không ố gì cả. Đây, khách dùng rồi. Pin 94% luôn, và bên mình đang để cho các bạn giá là 5.800.000, 5.800.000. Còn lại bên mình bao zin cho các bạn từ A đến Z, màn vẫn là màn zin nhưng mà lấy từ con máy khác nắp sạc, còn main bo, pin bủng, rồi vỏ, rồi camera, tất cả zin nguyên cho các bạn nhé. Mình đã check cho các bạn rồi nên các bạn yên tâm. XS Max 5.800.000 bản 64GB. Hay đây là một chiếc lượng cũng XS Max bản 64GB, cái này là cây màn nô, màn nô còn gọi nó là một chiếc máy hàng quốc tế, đầy đủ tính năng từ nhận diện khuôn mặt cho đến các chức năng ABCD đều đầy đủ hết các bạn nhé, đầy đủ hết. Bản 64GB con này thì bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 4.700.000. Ngoại hình của con này thì đẹp tầm khoảng 98 đến 99%, thay màn nô, đầy đủ tính năng, giá rẻ 4.700.000. Oppo A5s đây mình đang để cho các bạn với giá của nó 1.200.000 các bạn nhé. Oppo A5s bản công ty chính hãng 2 SIM. Hay đây là những chiếc máy hàng quốc dân này, Vsmart Joy 3, kẻ caro máy đẹp. Đây kẻ caro này là dán skin các bạn nhé, dán skin, hàng đẹp len ken sa beng, màn trắng sáng, pin khỏe, RAM 3, bộ nhớ 32. Đó, giá chỉ có là 950.000 thôi các bạn, 950.000. Đấy, hôm nay lại về được rất nhiều. Và Vsmart Star 5, Vsmart Star 5 đây. Đấy, hôm trước có bạn nào hỏi mình màu xanh thì hôm nay bên mình đã có cả màu xanh cả màu xám nhé. Hàng zin đẹp, zin đẹp, pin khỏe. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Đấy, cũng RAM 3 bộ nhớ 32 các bạn nhé. Pin 5000, có hai màu. Đấy, xanh xám đẹp nét ken sebe. Giá chỉ có 1.200.000 thôi các bạn nhé. 1.200.000. Và đây là những chiếc Vsmart Lite 4, bên mình còn màu xám. Vsmart Lite 4, hàng full box. Đầy đủ phụ kiện từ ốp lưng cho đến sạc zin của hãng, ốp lưng này, máy này, máy màu xám, nói chung là đẹp nên ken sa beng, bụng nhiều 64GB. Sạc chính hãng, bên mình đang để cho các bạn chiếc máy này với giá của nó là 2.000.000 đồng, 2.000.000 đồng. Các bạn cầm cả hộp full box như này về rất là oai, rất là đẹp các bạn nhá. Vậy là hôm nay bên mình đã giới thiệu xong những chiếc máy đang có tại kênh, rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.